Vâng, và đây là cặp Bose 301 AV Monitor hàng đấu mạng về, và nó là nó rất là đẹp, rất là mới nha. À, bác nào sưu tầm cặp này thì để chơi và trưng bày thì cặp này là chỉ đỏ nha các bác, rất là đẹp, logo lớn. Giá là 14 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. Các bác thấy phía sau đó là một con bao Electro Voice 7300A em mới về được 2-3 con. Nó nghe nhạc vàng hay lắm các bác. Các bác em mà tí nữa em sẽ có video mà test chất âm của nó, mời các bác cùng nghe. Tiếng rất là ấm, nghe trực tiếp mà cứ tưởng nghe như là nghe âm ly đấy. Đây, đi vào nhân vật chính. Đó là cặp Bose 301 AV. Đây, các bác thì thấy được đồ đẹp em nó này. Cặp trùng seri nha các bác, trùng seri nha. Rất là đẹp. Ê canh là đẹp tuyệt vời luôn nha. Trùng seri nha các bác. 10143A và 0143B nha các bác. Đấy. 990927 đó là seri dom, còn seri đuôi. Đây các bác thấy 990927 này. 990927 này. Đấy. Ad đỉnh USA. Đấy. 0143B và 0143A là một cặp đó nha các bác, gọi là LR đó. Rồi, về cặp này thì không có chỗ nào mà gọi là chê được. Nhưng dòng đây là dòng AV monitor, nó có cấu hình y chang cặp cặp 301 gì em quên mất nhỉ. Bóng cái cặp đó mà nó bóng béo béo á, nó thân bóng luôn á. Y chang cặp này nha. Cấu hình là khủng, công suất lớn. Sở hữu tiếng bass rất là phê. Đấy. Nó mang công suất lớn hơn những dòng 301 series 3 nha các bác. À, tiếng nó rộng hơn. Bass đánh khỏe. Rất là đẹp luôn. Thấy bác là chốt cặp này thì alo em nha. Bẹp là bẹp màu xanh quân đội nha các bác. Có thấy tiếng loa này. Đây là bông hấp. Đấy, đẹp tuyệt vời nha. Đây cũng vậy. Đúng cặp thì các bác sẽ thấy cái viền đây này. Nó đều nhiều. Đấy. Tuyệt vời. Ông mặt trời luôn. 14 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. Các bác thấy này, chắc nịch nha. Những dòng loa chắc bãi về các bác không cần phải lan tăng nữa. Em bán hàng là bao dinh. Loa đẹp, máy đẹp cho các bác. Mua hàng tuyển về để phục vụ các bác. Yên tâm, thứ nhất là yên tâm và thứ hai là các bác hài lòng. Đó là cái điều đáng quý nhất. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video nha. Tiếp theo, bác nào lấy cặp Bose 301 AV này vừa nghi vừa trưng bày thì liên hệ cho em. Dòng này trưng bày rất là bắt mắt nha bác, nhờ cái chỉ đỏ và cái logo lớn này. Gọi là Bose 301 AV chỉ đỏ logo lớn. Đấy. Đây là sao nhỉ? Có bên này. Ráp vào nhìn rất là phê luôn. Logo lớn. Nghe còn đẩy mà nó quánh nghi, quánh lo JBL mà nghe rất là phê các bác. Nghe hay quá. Còn đó là của Electro Voice, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ nha. Các nghe nhạc và karaoke tốt, công suất khỏe. 600W trên một kênh thì quá tuyệt vời, chạy 16 sò Motorola nha. Tiếng ấm và rất là dịu. Đánh L100 Canary mà các bác em ngồi đây em nghe như là một con âm ly đang đánh vậy đó. Thì tiếng chi tiết và nó mềm, nhẹ nhàng, nó không bị khô. Hay. Còn nó giá 7,5 triệu nha các bác.